Dạ, nay 22 tháng 11 thì em về được hai con răng ma ben cơ, số cơ hết ạ. Một con 2000, một con 2002. Thì con 2002 này thì thực ra hai con này là dân dùng rồi ạ. Em mua về đặt cho khách là làm dàn trục băm này ạ. Con này là em làm một dàn trục băm 1,5 m. Còn con kia là khoảng từ 1,2 m đến 1,4 m ạ. Thì thực ra thì em mua vậy là cái con là dân dùng á thì nó còn rất là ok, bên em đã kiểm tra rất là kỹ rồi, từ máy móc, số má, lốp nhác còn xài ok đó, đang tình trạng là xài ok hết chứ không phải là những cái con mà bét nhè bét nhiếc rồi mang về đâu ạ. Em bán cho khách thì em vẫn bảo hành hết ạ, ok hết, xài ok hết. Đây thì thực ra thì những cái con răng ma như này mà bãi á thì nó rất là mắc, cho nên là em mua cái dân dùng á thì nó đỡ được rất là nhiều tiền cho bà con ạ, giá cả thì hợp lý. Con này, hai con này đều một cầu hết ạ, nhìn thì đồ đạc nó còn liền lạc lắm, cũng chả kém gì là hàng bãi đâu, không có kém gì một tí nào đâu ạ. Em làm trục băm xong hết hai con này thì nó dao động tầm trên dưới 40 triệu ạ, cả dàn trục băm ạ. Băm cỏ 1,4 m đến 1,5 m, 1,2 đến 1,5 m tùy theo nhu cầu của khách hàng. Một cầu ạ. Đó, lốp láp thì còn ok lắm, máy móc thì đang trong tình trạng là ok hết, không có vấn đề gì. Đó, em đã kiểm tra kỹ rồi. Này, lốp này nó cũng còn mâm lốp còn khá là đẹp. Đây. Dàn trục băm thì em đang làm hoàn thiện tới 90% rồi. Ngày 1, ngày 2 nữa là em test máy cho bà con xem ạ. Đó. Máy móc nổ ok hết. Trục băm một cầu đấy ạ. Hàng bãi thì nó quá nhiều tiền cho nên là bà con khó mua được lắm, cho nên là em làm này là giá cả là rất hợp lý ạ. Đây em để thử cho bà con xem. Chưa làm lại hơi, chưa đổ hơi luôn. Rồi mai mốt em quay sơ sơ thôi, còn mai mốt khi nào mà test máy rồi em sẽ quay chi tiết cho bà con xem. Rồi em xin cảm ơn.